Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video này, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm bi cầu phong thủy được làm từ chất liệu đá thạch anh hồng. Kể cả bi cầu và kể cả đế đều được làm từ chất liệu đá thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Và bi cầu là đáy bóng tự nhiên quý vị nhé. Còn riêng đế đây là đế được phun bóng này. Phun keo bóng rất là bền, không vấn đề gì cả. Soi đèn mình thấy độ thông đèn của đá này, thông đèn của đá cực tốt, ánh sáng đỏ quý vị thấy dễ hơn, thông đèn của đá cực tốt luôn. Có bi cầu này thì nó có đường kính của đá quả này là 7,5 cm, tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 900 g, và riêng đá không nó nặng là 600 g. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý khán giả với giá là 500.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm làng thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không phải là hàng chuẩn tự nhiên, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Quý vị nào yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Mua hàng bên tôi thì nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị ship code tức là thu hộ thì chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều khi mua hàng, đó là quý vị luôn luôn kiểm tra hàng trước khi nhận, xem hàng gửi có đúng, hàng có hư hỏng hay không. Cho dù quý vị có chuyển khoản trước rồi nhưng nếu hàng có vấn đề thì tôi sẽ chuyển hoàn tiền lại cho quý vị và tôi không lấy bất kỳ một phí nào hết. Quý khách chuyển khoản cho tôi bao nhiêu thì sẽ chuyển khoản lại cho đủ bấy nhiêu thì thôi, không thiếu 1.000. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Xin chào và xin hẹn gặp lại.